Xin chào anh em. Chào cảnh nha. Xin chào anh em. Chào Trấn Kha nha, chào Ngọc Trọng. Hôm nay bên Michelin có gửi cho mình mấy cái nón của Michelin này. Đó, các bạn thấy không? Thì mình sẽ làm chương trình tặng quà cho những khách hàng của mình. Bạn nào fan cứng thì mình tặng nha. Như là Ngọc Trọng này, Ngọc Trọng là fan cứng này. Nói đùa chứ mình sẽ chọn ngẫu nhiên tầm khoảng là 5 bạn. Thôi mình chọn ngẫu nhiên 4 bạn đi. Có 4 cái à. Đó, 4 cái này. Các bạn thấy không? Cái nón Michelin này. Thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên 4 bạn, mình tặng 4 cái nón Michelin. Và nếu mà lỡ may các bạn nào ở xa thì mình cũng là hỗ trợ ship miễn phí luôn cho các bạn luôn. Đó. Vứt vứt mấy cái bao đi. Các bạn nào có câu hỏi nào muốn đặt thì cứ đặt đi. Mình làm sẵn mình báo giá mấy cái sản phẩm luôn. Ví dụ như ốc GR5 này, hiện tại ốc GR5 bên mình có giá tốt lắm. Đó, các bạn nào mà có nhu cầu đặt GR5 thì có thể là đặt. Thì cứ đặt đi. Nguyên nè, Nguyên điện lạnh này có lấy mũ không? Anh tặng cho cái mũ Nguyên ơi. Đây mũ này, mũ Michelin này. Khách hàng thân thiết. Đây anh em nào mà chưa có combo chăm sóc nhâm sen dĩa thì có thể là đặt hàng luôn nha. Mình sẽ ưu tiên cho những bạn nào mà đặt hàng trong cái buổi live ngày hôm nay thì mình sẽ có quà thêm cho các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển luôn cho các bạn nha. Ví dụ như các bạn mua một chai dưỡng sen, một chai bôi trơn và một cái bình nhựa nhám. Đây này, bình nhựa nhám này thì các bạn sẽ được tặng một cái miếng mút để lau xe. Và tặng thêm cho các bạn một cái cọ nha. Và miễn phí vận chuyển. Đó. Còn bạn nào mà xem buổi live ngày hôm nay thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên 4 bạn và mình sẽ tặng miễn phí vận chuyển cái nón để làm quà cho các bạn này. Cái nón này nón Michelin. Nhập về luôn các bạn chứ không phải là bên mình may đâu nha. Bên hãng Michelin gửi tặng nè. Có không? Bà gọi rồi. Bà gọi em rồi, cứ lấy lắp cho khách đi. Bà cứ đăng like. Cứ báo rồi, bây giờ báo giá hết là 3,5 là được rồi. 3,5. Hiện tại ốc GR5 bên ốc GR5 này bên mình đang sale nè. Rồi ốc Salaya này, ốc Salaya giá tốt luôn các bạn. Ốc Salaya thì tầm một con là nếu các bạn mua nhiều á thì mình sẽ tính cho các bạn là tầm khoảng là 13-15 ngàn một con. Ốc Salaya nha các bạn. Mình nhắc lại cho những bạn nào vào sau nè, cái combo chăm sóc nhông sinh dịa của bên mình hiện tại đang có cái chương trình là các bạn mua chai lớn, nếu bạn mua chai lớn á, là 230.000 miễn phí vận chuyển, còn các bạn mua chai nhỏ là giá tiền của nó là 200.000 miễn phí vận chuyển. Thì nói chung chai lớn là up lên cái size 60, cái chai là 60 ml nè,
còn chai nhỏ là 450ml thì các bạn có thể đặt hàng. Sao được không? Bị nhiều không? Không thấy không? Chứ nãy không kiểm tra sẵn như đó đi. Phải nói là bả là chuyên gia phải mình phải kiểm tra lại. Thì xuống đổi đi, tôi đã nói tôi đã dặn hờ hờ đâu. Qua lấy chanh chai xuất phát. Cường, Cường đi làm đồ đâu có chi không? Em mua cả chân của Cường á. Gặp kìa. Các bạn nào có câu hỏi nào có thể đặt câu hỏi dưới luôn, mình sẽ trả lời luôn nha. Ở sau lưng mình là rất là nhiều cái mẫu mâm. Mâm K5 này, mâm Rexin Boy này. Mâm K5, mâm Rexin Boy. Có cái vòi nữa, thiếu cái vòi rồi. Đây, chai Super Fast. Các bạn nào mà ở xe muốn mua Super Fast nguyên chất nha các bạn. Một chai đây 1 lít. Và cái chai này thì mình sẽ hỗ trợ viện phí vận chuyển các bạn. Giá bán là 185.000. Còn các bạn mà khi mà đến cửa hàng mình mà mua là mình sẽ giảm cho bạn 15.000. Là chai này là 170. Còn các bạn nào ở xe muốn mua mà miễn phí vận chuyển thì các bạn đặt hàng thì cái chai này là 185.000 miễn phí vận chuyển. Chai này là chai nguyên chất nha các bạn. Các bạn mua về rửa lóc máy, rửa phần dàn chân nó rất là sạch luôn. Rửa nhôm sinh dĩa rất là sạch, nó có cái vòi nha các bạn. Thì ở trên YouTube hoặc là trên mạng á, họ anh em làm video của sản phẩm này rất là nhiều. Thì mình cũng không có làm thêm. Mình có để mấy cái hình mà của cái sản phẩm này á, vệ sinh nó rất là sạch. Chào Đỗ Phước Nguyên nha. Chào Đặng Nghĩa. Chào Kho Trần. Đó, sau lưng của mình là rất là nhiều cái mẫu mâm. Giống như là mâm hiện tại bên mình á là vẫn còn mâm K5 nha các bạn. K5. Thì K5 bên mình đang có là màu xanh này, màu xanh, màu cam và màu đỏ. Thì cái mâm K5 á, hiện tại bên mình đang có giá bán lẻ là 2.550.000. Và các bạn mà khi mà đến cửa hàng bạn mình lắp á, thì mình sẽ hỗ trợ lắp ráp miễn phí. Mình sẽ tặng cho bạn một cái dĩa trước. Và mình sẽ tặng thêm cho các bạn một cặp van rùi CNC. Còn các bạn nào ở xe yêu quý shop mua hàng á, thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn 50% phí chuyển vận chuyển. Ví dụ như gửi cặp mâm này á, là tầm khoảng là 6.5 kg đúng không? Vận chuyển thì nó tầm khoảng là 70.000 thì 10 triệu nữa. Đó, mâm màu xanh này các bạn. Ngoài ra thì bên mình còn có mâm Rexin Boy, mâm X1R, mâm X1R thì đang có sẵn rất là nhiều cái màu như là màu trắng này, màu đồng này, màu đen này. Còn ngoài ra thì hôm nay là mình sẽ like và mình sẽ tặng những cái nón lưỡi chai cho các bạn nha. Bạn nào mà thích nón lưỡi chai thì các bạn có thể là để lại số điện thoại. Các bạn để lại số điện thoại thì mình mới có cách để mình liên hệ cho các bạn để tặng những cái nón lưỡi chai cho các bạn. Nón này là nón của Michelin, nón chính hãng nha các bạn. Đây, chứ không phải là nón mình may ra mình tặng đâu. Nón chính hãng Michelin này. Thì mình sẽ tặng cho 4 bạn khách hàng thân thiết của mình. Đó, các bạn hãy để lại số điện thoại. Bạn nào thích cái nón thì để lại số điện thoại nha. Đây, mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn là cái phuộc mạnh. Cắt mấy cái đây bớt mạnh. Cắt mấy cái đây. Đây mình giới thiệu luôn cho các bạn là những cái phuộc Rexin Boy mình đang bán. Đây là cái phuộc M2. Thì phuộc M2 bên mình đó là nó sẽ có 3 dòng xe. Accenter 135 này. Đây là cây màu đỏ này. Cây này có chiều dài là 203mm. Đây, cây đây. Còn cây này á là cây Accenter 150. Accenter 150 là cây của nó là màu vàng nha các bạn. 135 thì nó là màu đỏ. Và cây này là không tăng chỉnh nha các bạn, mặc định cây này luôn mà nhúng rất là êm. Cây đây là 135 này. Cây này là của 150 này. Đó, các bạn thấy không? Và chiều dài của cây phuộc là 205. Còn cây của cây của Winner, Winner là mình nhớ không lầm là 225.
225, đúng rồi, 225 là 229 gì đó, còn cỡ đó. Thì cây này á là đang có giá bán lẻ tại cửa hàng của mình á là 950.000. Các bạn nào ở xe thì mình sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các bạn nha, 950.000 hỗ trợ miễn phí vận chuyển đó, 950. Và cái cây này chỉ có cho winner đó, chỉ có màu đỏ nha các bạn, chỉ có màu đỏ. Còn bạn nhắc lại nha, bạn lắp cho Accenter 150 á thì là màu vàng, còn Accenter 135 á là nó là sẽ là màu đỏ đó. Và giá bán của cửa hàng của mình là 950.000 và hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. Đó, các bạn nào có đặt câu hỏi nào nữa thì cứ đặt phía dưới. Bạn nào lấy nón á, thì để là số điện thoại nha, không lấy nón thì không có số điện thoại là mình không có thể nào mà liên lạc lại cho các bạn nữa. Bạn nào thích nón của Michelin thì mình sẽ tặng, và các bạn phải để là số điện thoại thì mình mới tặng được. Bên mình đang có chương trình sale gấp nhôm. Đối với gấp nhôm Kinerac dành cho winner. Đây, gấp nhôm Kinerac dành cho winner, biết các bạn thấy rõ không biết. Gấp nhôm Kinerac cho winner nha các bạn. Cái gấp nhôm này hiện tại bên mình đang sale còn lại 2.3 triệu, hàng chính hãng Kinerac nha các bạn. Cái xu gấp thì các bạn có thể là tự lựa màu được, thì bên mình có rất là nhiều màu. Thì nói chung là mình gắn cái màu xanh vô, các bạn có thể đổi màu khác được hết. Đó, gấp nhôm chỉ dành cho winner, winner thường, winner ít đều được hết. Và gấp nhôm này nó dài hơn là gấp viên nha các bạn. Các bạn khi mà thay gấp nhôm các bạn phải mua thêm một cái sợi sen nữa để các bạn bỏ vô. Và gấp nhôm này đang bán lẻ tại cửa hàng của mình là 2.3 triệu nha các bạn, và hỗ trợ lắp ráp miễn phí cho các bạn luôn. Ngoài ra thì mình đang có gấp X1R, gấp Rotapper, thì các bạn cũng có thể là lựa chọn những cái mẫu gấp. À, cái giá thành nó rẻ hơn, nó tầm khoảng 1 triệu mấy á, có không? Như ai cũng chê nón Michelin sao ta, không ai để lại số điện thoại luôn. Mai để lại số điện thoại thì bữa sau like mình tặng những người khác. Mình nhắc lại cho các bạn mà vào sau các bạn chưa nghe cái chương trình của bên mình á, hiện tại là mình like và mình sẽ tặng những cái nón kết cho các bạn. Cái nón này là nón Michelin, thì bạn nào thích cái nón Michelin này á thì các bạn để lại số điện thoại và mình sẽ chọn ngẫu nhiên, mình sẽ tặng những cái nón kết cho các bạn, gửi địa chỉ cho các bạn. Okay, mình sẽ inbox và lấy địa chỉ các bạn và sẽ gửi trực tiếp cho các bạn luôn. Mình sẽ áp dụng cho những khách hàng thân thiết của mình, những các bạn nào mà từng đặt hàng ở cái X135 shop, những khách hàng thân thiết nha, những bạn fan cứng thì mình sẽ tặng. Không phải là ví dụ như bạn dùng nick ảo, bạn đặt đồ, bạn để comment đồ mình tặng đâu. Có nghĩa là mình sẽ áp dụng cho fan cứng và những bạn nào mà từng mua hàng ở X135 shop thì mình sẽ tặng. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ báo giá một số sản phẩm, và mình sẽ báo giá một số sản phẩm, và ngoài ra là mình cũng sẽ, các bạn mà nào mà thích cái sản phẩm nào, cái mạo đầu rồi. Cái đó là cái carbon đúng, cái mình của mình đó, cái 150, đưa. Giới thiệu cho các bạn đây là cái mão, đưa cái mặt nạ luôn. Giới thiệu cho các bạn đây là cái mão của SH. Cái mão đây là mình mới về nè các bạn. Mão SH thì SH 2020, thì mình có màu khói và màu carbon. Cái mão này là giá bán lẻ tại cửa hàng của mình là 150.000 nha các bạn. Ở sau thì các bạn có thể dán hoặc bắt ốc tùy ý. Nói chung là các bạn nào không muốn phá zin thì các bạn dán cũng được nha. Đó, cái mão này dành cho SH 2020. Và một cái mặt nạ, đây các bạn, mặt nạ 3 chữ V
cái mặt nạ thì mình đang có là màu đen bóng và màu đen nhám. Thì một cái mặt nạ này hiện tại đang bán lẻ tại cửa hàng của mình là 350, và bạn nào thích là thì bạn có thể đặt hàng miễn phí bằng chỉ nhé các bạn. Đó, 350. Tí nữa là mình sẽ chụp hình lại mình up lên Facebook cho bạn xem. Khách đang lắp này, mạnh, đưa cho khách lắp đi lắm. Mấy bạn không thích nón thì để bữa sau mình làm cái chương trình cái những cái quà tặng khác. Đó, thôi mình tắt like nha. Bây giờ làm khách đông rồi.